mình đi tới cái công ty mà nó sản xuất chocolate. Thì ở đây là cái bên ngoài của nó nè. Bên ngoài cái phần hình nó rất là lớn. Cái công ty này thì nó nằm thuộc tiểu bang Pennsylvania. Lớn lắm, có khách tham quan rồi rất là nhiều. Đó cái hiệu chocolate của nó đó. Thì bữa nay mình đi tham quan vô trong cái nhà máy của nó. Bên ngoài của nó làm cũng đẹp. Đó. Khách tham quan du lịch mùa này bắt đầu là vô mùa hè nè, nên người ta cũng đi tham quan ở đây cũng nhiều. Bữa nay như nó đang sửa lại hay gì nè. Ở đây cũng lần đầu tiên mình tới. Vào trong. Ở đây là cái chỗ nó trưng bày các sản phẩm mà nó sản xuất ra. Ở đây là bắt đầu là cái khu trưng bày của nó nè. Các mặt hàng từ kẹo rồi. Con gái mình cũng rất là điệu, nó rất là thích chụp hình. Nó cũng có đi tới đây chơi nhưng mà lúc nó còn nhỏ xíu rồi. Nên bây giờ dẫn tới thêm lần nữa. Cái gì vậy? Đây nó bán mấy cái quà lưu niệm đồ. Mấy quà lưu niệm về chocolate rồi. Áo. Không bán áo. Áo này thì nó bán 19 đồng 95. Này là kẹo nè. Ai thích ăn kẹo không? Ai thích ăn kẹo mình mua cho. Cái ly có kẹo trong đây nữa, làm quà biếu đồ vẫn được. Mấy con gấu đồ nè, cho em bé rồi chơi. Đây nó bán mấy quà lưu niệm nè. Rồi lát nữa mình, bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô ở bên trong kia để mình coi cái dây chuyền sản xuất của nó. Bữa nay đầu tuần thứ hai mà khách nó cũng đi nhiều, đi đông. Bữa nay nó đi chơi cũng đông. Kẹo nè. Rất là nhiều loại luôn, nhiều loại kẹo lắm. Quá chơi kẹo luôn ở đây nè. Mấy cái gian hàng này nó đang bán. Cái hiệu kẹo này nó cũng nổi tiếng lắm. Nó cũng ngon. Còn mình thì mình ít ăn kẹo, mình không có thích kẹo. Đi chơi coi cho biết thôi. Chứ ăn kẹo, ăn chocolate nhiều cũng không có tốt. Ở đây thì chocolate nó cũng có nhiều loại lắm. Loại đắng, loại ngọt rồi tùy theo người thích.
strawberry. Rồi con mua được bạch rồi đó hả? Con gái mua được bạch rồi đó hả con? Con thích cái đó hả? Con có thích không? Hả? Rồi con mua được thì con bỏ vô xe đi. Con bỏ vô xe đi. Bỏ vô xe đi con. Ừ. Rồi giỏi quá. Ok. Bữa nay mặc đồ sơ đúng tông luôn á. Cái nào cũng hồng hết trơn à. Nó từ trên xuống dưới luôn kìa. Đó, wow. Đó, cho con á. Thích không? Không. Hả? Không yêu thích không con? Wow. Đây nó bán mấy, nó cũng có bán mấy cái giỏ. Giỏ cũng quà luôn nè. Áo nhiều quá. Nhiều loại kẹo ghê luôn. Này giá nó như bịch ta. Ờ. Hai bịch cho 8 đồng. Này hai bịch cho 8 đồng mà nếu mà mua một bịch á là nó 4 đồng 95 là nó gần 5 đồng. Nếu mua hai bịch thì nó sẽ sale xuống, nó giảm cho mình được 95 sen. Thì gần 1 đồng. Ai mà có người yêu thì đi tới đây mua kẹo nè. Mua kẹo xong rồi về tặng cho người yêu. Quá trời kẹo luôn. Rất là nhiều loại luôn á. Cái chỗ này là dành cho khách du lịch, người ta họ đi tham quan rồi cái người ta họ nghỉ ngơi rồi ăn uống rồi nè. Nó cũng có bán đồ cà phê rồi mấy cái thức uống rồi nữa kìa. Đây là người mẫu được hãng kẹo nó mới vừa tuyển vô nè. Rồi mình đi vào trong. Đó. Wow.
mình xuống đây, cái xe này nó sẽ đưa mình đi tham quan nè. Ở mình ngồi lên trên đó. Cái xe. Watch your step. Xe này nó sẽ đưa mình đi tham quan. Rồi, mình sẽ ngồi lên. Hey everyone, wow. Welcome aboard the Hershey's Chocolate Factory Tour. For your safety, please remain seated with your hands and feet inside the vehicle at all times. We are on our way to the Hershey Chocolate Factory. Your guide will meet you in here. See you inside. Hi folks, welcome to our dairy farm. The Hershey goodness starts right here. Mấy này nó làm giả đó. Đó trời. Mấy đứa em bé nó thấy nó thích. Wow. Con mình không thích lắm. Không yêu. Không thích không? Đó, trên cái này, cái màn hình này nó cũng quay phim lại cái quy trình sản xuất chocolate của cái công ty này nè. Đó, nó quay lại mình nữa đó. Oh, hi. Đó, cái này nó đang làm luôn á. Bên này nè, đó là nó sản xuất thiệt luôn á. Our cocoa experts carefully select, store, and combine beans from various countries. Mấy cái hộp đó là hộp hạnh nhân á. Nó làm mấy cái hộp hạnh nhân nó bỏ trong cái chocolate luôn. Có cái máy của nó đó. Đó. Cái hệ thống máy móc của nó nè. Trong cái máy này nó đang đánh nát cái hộp hạnh nhân ra. Rồi. Đó, chocolate nó đang chảy ra. Chocolate nó đang chảy ra. Through intense pressure and friction, the grinding turns cocoa beans into the smooth, dark liquid. Ở trong này nó ồn quá, không biết mình nói mọi người có nghe không? Đây nè, cái máy này nè, chuẩn bị nó quay bên trong cái hệ thống của nó làm luôn nè. Đó, 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 đó. Cái đó là nó trực tiếp luôn á. Nguyên cái công ty này nó lớn thiệt luôn á. Nó sản xuất kẹo, nó phân phối trên toàn thế giới luôn à. Cái này cái ống sugar nè, ống đường á. Đó, sugar á. Này ống sữa nè, milk nè. Đó, sữa nó đưa lên trên này. Nè, đó. Sữa nè, đó, sữa nó đang trộn cái gì đó. Wow. Sữa. Đó nè. Đó, cái này là thiệt luôn á, chứ không phải giả đâu. Tại cái này là nguyên cái công ty nó đang sản xuất mà. Đó, cái bạn kia là cái người đó, người ta họ chỉ là trong kẹo nó có nè, sugar nè, cacao nè, milk nè.
ba cái đó là hầu như là chính gì đó. We draw the chocolate party for 6 hours. Then we wait for the cocoa butter we pressed down earlier. The mine and I chop chocolate. This brings out the chocolate's rich and creamy texture. Of course, that is wonderful. Chocolate nè. Nó ép ra đó. Cái đó là nó ép nè. Này nó đang ép chocolate ra đó. Rồi, đã quá. Nó cuộn á, rô à. After comfort, we temper the milk chocolate, heating and cooling it to just the right texture and consistency. À, cái này nó đang đóng hộp nè. Nè không phải, cái này nó vô khuôn. Cái này vô cái khuôn nè. Đó. Vô trong cái khuôn á. Đó, cái kia nó đóng vô bịch rồi kìa. Cái đó đóng vô bịch rồi đó. Đây nè. Này nó đóng gói luôn á. Cái này chocolate mình mua cái chai này này về cái mình sáng mình uống cũng ngon lắm. Kẹo kẹo nè. Wow. Kẹo nấm á. Nấm hơi nấm dú ghê quá. Quyền dây chuyền của nó. Đó là nó đóng nó cuộn lại luôn á. Wow. Quá trời luôn. Đó. Cái này nó đóng vô túi nè, đóng gói vô túi á. Wow, đẹp quá. Time to go share some goodness. Rồi, điên vòng thì lựa được mớ kẹo. Đó. Để về cho làm quà biếu rồi cho người này người kia, người bịch. Kẹo đây nó cũng rẻ lắm, à, có giá cả hết rồi. Mua nhiều thì nó cũng có giá giảm. Ủa, nó có giá giảm không? Có. Thì nãy cái kia hai bịch. Lấy cái này 15 bịch nè. Mà cái loại này thì nó 6 đồng 95. 6 đồng 95 một bịch nè. Ủa? Số này om 12 bát nè. Rồi, đây. Bây giờ mình vào tính tiền. Vô cái file tính tiền.